Hà Nội cháy nhà trên phố Lĩnh Nam, kịp thời cứu 4 người thoát nạn. Vào giữa trưa, lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà cao tầng trên phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các lực lượng cùng người dân kịp thời đưa 4 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào hồi 12 giờ 11 phút ngày 26 tháng 4, có tin báo cháy. Trung tâm đã huy động 2 xe phòng cháy chữa cháy, công an quận Hoàng Mai xuống hiện trường dập lửa cứu hộ cứu nạn. Trước tính chất của vụ cháy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động chi viện 2 xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Hai Bà Trưng đến hỗ trợ làm nhiệm vụ dập lửa cứu hộ cứu nạn. Tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an phường Lĩnh Nam và người dân đã kịp thời đưa 2 cụ già gần 90 tuổi, bố mẹ của chủ nhà và 2 cháu nhỏ là con của chủ nhà trên tầng 2 thoát ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai đang tổ chức chữa cháy. Thông tin từ lực lượng chức năng, hiện không còn người mắc kẹt bên trong vụ cháy. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, vụ cháy tại ngôi nhà có kinh doanh điện dân dụng, nhà 3 tầng diện tích khoảng 40m. Ngay sau khi nhận được tin báo, quận Hoàng Mai cử 4 xe cứu hỏa gồm có 20 chiến sĩ và 20 đồng chí dân quân, dân phòng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa sơ tán người dân, kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Công an và các lực lượng cán bộ công chức phường đã cùng người dân đưa các tài sản ra bên ngoài. Theo Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường cho biết, Công an quận đang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Hiện tại, quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo phường Lĩnh Nam cùng Mạnh Thường Quân chăm lo hỗ trợ quan tâm tới người dân. Trong trường hợp gia đình chủ nhà xảy ra cháy chưa có chỗ nghỉ ngơi, lập tức bố trí hoặc là đề xuất quận hỗ trợ để đảm bảo ổn định tình hình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.